Chào mừng quý vị đã đến với kênh Tin tức sức khỏe. Chương trình hôm nay gồm những tin chính sau. Thành phố Hồ Chí Minh quyết đánh 5 điểm yếu để giúp dân thoát dịch. Sau bệnh viện dã chiến khẩn cấp đưa trạm y tế lưu động vào vận hành. Hơn 400 y bác sĩ trung ương tiếp tục vào miền Nam tiếp lửa. Và sau đây là thông tin đầu tiên. Thành phố Hồ Chí Minh quyết đánh 5 điểm yếu để giúp dân thoát dịch. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt lưu tâm thực hiện 5 điểm trong công tác phòng chống dịch giai đoạn này. Thứ nhất, thành phố phải thực hiện giãn cách thật nghiêm. Giãn cách nghiêm là vấn đề cơ bản, quan trọng và quyết định. Các biện pháp khác là biện pháp kỹ thuật hỗ trợ thêm mà thôi. Thứ hai, thành phố phải chú trọng thực hiện an sinh xã hội tại chỗ là biện pháp trọng yếu và thường xuyên. Khi người dân được cung cấp các gói an sinh xã hội sẽ không phải ra ngoài và như thế sẽ hạn chế được sự lây nhiễm dịch bệnh. Thứ ba, xét nghiệm sớm là biện pháp then chốt nhằm phát hiện nguồn lây, bóc tách F0 khỏi cộng đồng, xác định rõ người nhiễm để có biện pháp hỗ trợ sớm, tránh để lây lan nhanh, diện rộng. Về xét nghiệm, ông Long đề nghị thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện theo nghị quyết số 86, có thể làm theo hai hướng. Một là để người dân tự test nhanh, nếu dương tính thì xét nghiệm khẳng định lại bằng PCR. Hai là thành phố chủ động quét các khu vực bằng test nhanh, gộp mẫu hoặc bằng khẳng định theo các vùng nguy cơ đã có hướng dẫn. Thứ tư, giảm tử vong là ưu tiên hàng đầu. Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Tăng Trí Thượng cho biết, thành phố thực hiện mô hình tháp 3 tầng thu dung và điều trị bệnh nhân COVID-19, cho rằng mô hình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0 chính là tầng điều trị thứ nhất. Bộ trưởng nói, mở rộng tầng 1 bao nhiêu thì nền móng vững chắc bấy nhiêu, nếu không mở rộng tầng 1 sẽ gây quá tải và khó khăn cho tầng điều trị 2 và 3. Thứ năm, vaccine là chiến lược dài lâu. Hiện thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ vaccine nhiều nhất cả nước với hơn 4,4 triệu liều. Thành phố đã đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine, ngày cao nhất đạt 318.000 liều. Sau đây là thông tin tiếp theo. Sau bệnh viện dã chiến, khẩn cấp đưa trạm y tế lưu động vào vận hành. Số người nhiễm gia tăng đòi hỏi có sự chăm sóc, quản lý, điều trị tại cộng đồng. Để tổ chức tối giản, nhân lực tối giản, Bộ Y tế phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương thiết lập mô hình trạm y tế lưu động. Thứ nhất, về chức năng nhiệm vụ trên cơ sở khám chữa bệnh thông thường cho người dân trên địa bàn, trạm y tế lưu động có nhiệm vụ tổ chức theo dõi ca dương tính tại nhà, tổ chức sơ cứu các trường hợp bệnh ngoài COVID-19 và kết nối, chuyển tuyến, tổ chức điều trị, chăm sóc các ca F0, thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19, các loại xét nghiệm khác, tiêm chủng và truyền thông. Thứ hai, về địa điểm, Bộ Y tế khuyến cáo chọn bất kỳ địa điểm nào từ nhà thi đấu, nhà văn hóa, ủy ban nhân dân xã phường, phòng khám tư nhân, nơi sinh hoạt cộng đồng hoặc nhà dân rộng rãi, cách biệt khu vực xung quanh, cần túc trực 24/24 giờ. Khi không chọn được các địa điểm này thì địa phương chọn phương án di động, phân công trực và bố trí địa điểm sinh hoạt phù hợp. Thứ ba, về nhân lực, trạm y tế lưu động tối thiểu cần có 1-2 bác sĩ và 5-7 cán bộ y tế khác tùy điều kiện từng địa phương. Ngoài ra trạm cần có tình nguyện viên nắm rõ địa bàn dân cư. Thứ tư, về trang thiết bị, trạm y tế cần đáp ứng ở mức độ tối thiểu ít nhất là có 2 bình oxy trở lên với đầy đủ mặt nạ để thay phiên nhau và dụng cụ cấp cứu khác. Trạm có túi thuốc cấp cứu lưu động. Chuyển sang thông tin cuối cùng, hơn 400 y bác sĩ trung ương tiếp tục vào miền Nam tiếp lửa. Hơn 400 y bác sĩ kỹ thuật viên gồm 5 viện phụ sản trung ương, Bạch Mai, Hữu Nghị, K và E vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam tiếp sức. Sáng ngày 19 tháng 8, 122 nhân viên y tế của Bệnh viện Phụ sản Trung ương gồm các y bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh thuật viện lên đường đến thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đây là lần chi viện thứ 2 của bệnh viện. Cuối tháng 7, 33 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đã đến thành phố Hồ Chí Minh. Cùng ngày thì 10 bác sĩ và 20 điều dưỡng của Bệnh viện Hữu Nghị cũng vào Tiền Giang thuộc các chuyên khoa cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc. Đây là lần thứ 2 bệnh viện chi viện Tiền Giang. Hôm qua, gần 200 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai vào làm việc tại Bệnh viện dã chiến 16. Bệnh viện Bạch Mai đang vận hành quản lý trung tâm hồi sức cấp cứu người bệnh COVID-19 quy mô 500 giường tại đây. Đây là lần xuất quân thứ 5 của Bệnh viện Bạch Mai, nâng số nhân viên y tế vào Nam lên 500 người. 25 cán bộ y tế Bệnh viện K thuộc đợt chi viện lần 3 nhận nhiệm vụ tại Trung tâm hồi sức cấp cứu phòng chống COVID-19 Đồng Nai ngày 18 tháng 8. Cùng ngày, 22 bác sĩ điều dưỡng Bệnh viện E và 25 thầy cô giáo, sinh viên Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng lên đường đến Đồng Tháp, Bệnh viện Phổi Trung ương cử y bác sĩ tới Đồng Nai hỗ trợ tại Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19. Mục tiêu giảm thấp nhất tỷ lệ tử vong, đặc biệt ở bệnh nhân điều trị tầng thứ 2. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của Tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.